đi nhậu, còn Vân không biết cùng với Tiso. Bây giờ là Tiso đang đứng ra đi ra một cái góc đường ở đường Hùng Vương, sau đó mình sẽ rẽ tay, mình rẽ tay phải để về lại đường Thủ Quân cả nhà mình. Tiso muốn mời cả nhà mình đi trên con đường này để mình nhìn thấy cái cây cầu này, là cái cầu mà chúng ta sau này mới xây để chúng ta sẽ đi trên con đường này. Nếu mà mình hướng về bên tay trái ôm một bên thì mình sẽ đi ra đường Mũi Né. Còn nếu như mà mình không có ôm một bên, mình rẽ bên tay phải thì mình sẽ về lại đường Thủ Quân. Và bữa giờ Phan Thiết có mưa nhiều cả nhà mình, cho nên là hôm nay bây giờ là 4 giờ chiều, trời bắt đầu hửng nắng lên thì Tiso mới dạo quanh một vòng để hít khí trời, không khí thiên nhiên sau một cơn mưa buổi sáng tới trưa tạnh. Rồi bây giờ thì nắng lên, khí trời, với lại đi dạo mát dạo phố thì mời cả nhà cũng đi dạo cùng với Tiso luôn ạ. Đây là cái góc đường mà chúng ta sẽ rẽ bên tay phải đi, để vào hướng đường Thủ Phô Hưng nè. Trước mặt mình là cầu này, gọi là cầu Ké. Ở cái cầu này hai bên sông thì chúng ta thấy có nước sông, thì hồi lớp trước hai bên đường này có những cái quán ăn hải sản bên hai bên cầu này. Rồi nhưng mà bây giờ thì hình như còn lại có một quán thôi. Một quán thì trở thành trị liệu của người mù. Và hai bên cầu thì chúng ta sẽ vào buổi sáng sớm khoảng 9 giờ là mình đến góc bên tay trái, thì mình đang đi ở trên con đường này nè. Thì sẽ có những cái lưới, những cái thúng, những cái thuyền họ đi bắt hải sản về và bán, là hải sản này cũng rất là tươi luôn. Đó, thì Tiso đang thả dốc rất là nhẹ nhẹ từ cầu Ké đi ngược vô lại hướng của đường Thủ Phô Hưng. Và Tiso xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người cùng với gia đình vui khỏe, hạnh phúc. Hình như đợt vừa rồi Tiso coi một chút xíu thôi là thấy hình như là không những chỉ có ở Việt Nam mình là bị bão đâu, phải không cả nhà mình? Hình như là ở Mỹ, hình như là Florida với lại Canada hình như là cũng bị nữa hay sao á. Tiso cũng ít có coi tin tức lắm, nhưng mà nhìn qua thì thấy hình như là như vậy á. Cho nên là bây giờ thiên nhiên thay đổi nhiều so với ngày trước. Mà cái quý nhất đó là ở Phan Thiết quê mình đó, thì thường là chỉ bị ảnh hưởng chút về bão thôi, chứ còn gọi là gió giật mạnh rồi những cái hiện tượng khác của bão gây ra thì Tiso thấy là hiếm hoi lắm mới có. Mình mới vừa đi ngang qua ở nhà thờ Thanh Hải cả nhà mình, Tiso quên quay cái nhà thờ Thanh Hải cho mình xem rồi, để Tiso hoành lại nha. La đi nói chuyện quá trời quá đó. Nhiều lúc mình nói câu chuyện cái mình nhập tâm vô, mình quên nhìn hai bên đường luôn á. Quay trở lại nhà thờ Thanh Hải. Giáo xứ. Giờ này mọi người đang đi lễ nhà thờ này cả nhà. Giờ này mình vô, người ta đang mình lễ, mình vô kỳ lắm. Tiso đứng ở phía ngoài thôi nha, cho cô chú anh chị các bạn mình ngắm nha. Rồi, Tiso vừa dừng lại ở trước cổng của giáo xứ Thanh Hải để cô chú anh chị các bạn mình nhìn được cái giáo xứ và cảm nhận được cái không khí trang nghiêm mà mọi người đang làm lễ
Tisu kể cái này này nó cũng là một cái kinh nghiệm cá nhân của riêng mình thôi. Hồi lúc trước cách đây cũng khoảng 12 hay 14 năm gì đó. Lúc đó Tisu đi ra Hà Nội để học sau đại học. Rồi buổi tối đó là Tisu nhớ là buổi tối ngày 24 tháng 12 là ngày Noel á, mọi người làm lễ á, thì lúc đó hình như 11 giờ mấy đêm đó. Rồi mấy bạn ở trong lớp mới là rủ nhau đi vô trong nhà thờ coi mọi người làm lễ Noel. Thì thật sự ra thì Tisu thì cũng không có, có nghĩa là không có theo một cái tôn giáo nào hết. Thì mình cũng lần đầu tiên mọi người rủ đi thì mình cũng đi. Nhưng mà khi mà mình đi vào á, đi vào mọi người đang làm lễ cả nhà mình, cái nguyên một nhóm của mấy bạn đi, có cả nam cả nữ đi vào. Lúc đó mọi người đang làm lễ xong cái là hình như mình đi mà mình gây tiếng động hay gì đó. Đi vô thấy mọi người quay lại, mọi người nhìn với gọi là với đôi mắt rất là, có nghĩa là giống như là thể hiện là mình không có gọi là tôn trọng cái không gian, cái không khí làm lễ của họ. Ủa bữa đó tụi Tisu đi vô trong đó đứng được vài phút thôi, rồi cái xong là ra lại. Thì đó nó cũng là một cái kinh nghiệm mà mình ngẫm nghĩ rằng là những cái gì mà người ta về tín ngưỡng cá nhân của mọi người á, là mình phải tôn trọng. Và khi mà người ta đang hành lễ một cái gì đó thì đã trễ rồi là không vô nữa, còn vô thì nó ở một cái đứng ở ngoài bên sân hay cái gì đó thôi đó ha. Mà Tisu thấy một cái điều như thế này nè, sẵn nói câu chuyện về quay về giáo xứ Thanh Hải, thì Tisu thấy là khi mà mình đi vào ở trong nhà thờ với lại nhà chùa thì mình thấy hai cái không khí nó cũng khác hẳn nhau. Và những người mà theo đạo Phật thì cái cách sống với những người mà theo đạo Thiên Chúa ha, thì cũng cách khác. Mọi người vẫn sống tốt như nhau nhưng mà cách thể hiện cái sự ân cần với lại niềm tin hay là cái đức tin á, Tisu thấy là khác nhau. Nhưng mà Tisu vẫn quay về nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đều là hướng đến mọi người sống tốt, sống đẹp hơn. Cho nên là mình cũng đừng có phân biệt người thì theo đạo này, người theo đạo kia, ai cũng là con người như nhau. Và mọi cá đều hướng đến cái điều là chân thiện mỹ hết. Cho nên là mình có theo đạo này hoặc là không theo, hoặc là chỉ một mình thôi, thì nó cũng nếu mà sống tốt thì nó vẫn là điều tốt lành. Tisu quan niệm vậy đó. Cho nên là sẵn đây quay rồi nói chuyện bâng quơ với cả nhà mình, giao lưu chia sẻ cho nó vui. Bây giờ mình đến góc này là cái đường bên tây đi trái đó cả nhà mình. Đây nè, góc đường này nè, chỗ mọi người đang ngồi ghế đá này nè. Đó, đường này thì mình sẽ đi vào hướng của Ocean Dune á, khu du lịch phố biển Phan Thiết. Thì ở ngay góc này có một con đường đi vô, thì mọi người hay gọi là khu đó là khu phố nhà giàu. Còn bên này là mình đi hẳn tiếp tục, mình sẽ đi về cái hướng Thủ Khoa Hưng. Là bây giờ thì Tisu sẽ tiếp tục đi ha. Này là mình bắt đầu đi lên trên dốc Văn Công. Ở trên con đường Thủ Khoa Hưng này cũng có nhiều cái khách sạn mini cả nhà mình. Nhưng mà điều nó xây lâu rồi. Mình rẽ bên đường bên tây phải là mình sẽ đi vào trong đoàn ca múa nhạc biển xanh của tỉnh mình đó, dốc Văn Công á cả nhà mình. Ở trên chỗ này có bún cá nè, Dubai bún cá nè. Con người á, nó có một cái giai đoạn á, sao cả nhà, có giai đoạn Tisu rất là thích ăn thịt, ăn cá là không thích.
một cái giai đoạn là không ăn thịt, không ăn cá được luôn, chỉ toàn ăn rau cỏ thôi. Rồi một giai đoạn á là chỉ thích ăn cá không ăn thịt. Là kỳ, mỗi một giai đoạn thì nó khác nhau vậy đó. Cho nên hồi nãy thấy bún cá, nói tới từ cá tự nhiên mình thấy thèm. Phan Thiết mình ở đây cũng sướng thiệt á cả nhà. Vừa có biển vừa có núi. Thích ăn hải sản thì có luôn. Và thích ăn gọi là gì, mắm rừng hả? Mà Tuy Xu thấy mắm rừng bây giờ mọi người khai thác cũng nhiều lắm rồi, cho nên là giờ mà muốn ăn thịt rừng là cũng hơi khó. Bây giờ con heo rừng đi. Lâu lâu có mấy bạn đồng bào, mấy bạn đi xong, mấy bạn săn xong rồi mấy bạn đem về, mà nó đâu có lớn, nó đâu có to, nó đem về bán bắt cẩy. Cái gì dần dần thiên nhiên nó cạn kiệt thì mọi thứ đi theo cùng nó cũng cạn kiệt theo. Ở đây là ngã tư của đường Thủ Khô Hân, với lại đường này là đường Huỳnh Thị Khá. Ở góc bên tay trái thì là hồi trước đó, nghe họ nói là sẽ mở một con đường thông qua khu Ocean, khu Rạng Đông đó, nhưng mà Tuy Xu thấy mấy năm giờ vẫn chưa thấy. Còn bên tay phải khúc ở phía trên đó là mình sẽ nhìn thấy được cái gọi là đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận mình là ở bên bên tay phải nè cả nhà. Rồi đi lên nữa là ở phía trên này là có một cái trường tiểu học Phú Thủy, mà bây giờ họ không còn dạy ở đó nữa, mà họ chuyển vô trong cái hẻm ở phía trong này, trường mới xây dựng lại cũng khang trang lắm. Giờ chỗ trường này là bỏ hoang, trường tiểu học Phú Thủy 2. Đây bây giờ bỏ hoang nè. Có một cây sầu chiều rất là to, cây cối nhìn vô rất là âm u. Trường tiểu học Phú Thủy 2 đó. Giờ họ bỏ hoang. Bỏ hoang chắc một vài năm nay, không nhớ chính xác, nhưng mà phải trên một năm. Ở bên tay trái mình có một cái tiệm gốm xứ Nhật. Ở trên đường nhà Tuy Xu cũng có một tiệm gốm xứ Nhật, mà Tuy Xu thắc mắc là tại sao họ hay mở những cái gốm xứ Nhật khác gốm xứ Trung Quốc. Mình quên. Định thắc mắc là sao có nhiều họ nhập nguyên kiện về họ bán, mà Tuy Xu thấy họ bán tí rẻ lắm luôn á. Đây là mình vẫn đang đi ở trên đường Thủ Hưng cả nhà. Ở bên tay trái này nè. Đây, để tôi xoay qua. Là đường mình sẽ đi vào, không phải, ở đây là Sở Công Thương. Đây là đường đi vào Sở Công Thương, mình đi lên chút xíu nữa. Gần ngay chợ chợ Phú Thủy á, thì mình sẽ có trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông. Bây giờ thì ở phía mặt sau của trường học á, họ có mở một cái con đường mới trong khu Ocean á, cho nên là bây giờ học sinh đi ra bằng cái con đường đó để bớt đông ở bên đường này. Không phải Nguyễn Thông, Nguyễn Trãi, Tuy Xu nhớ lộn tên trường. Nguyễn Trãi cả nhà mình. Hồi xưa có ai học ở trường này không ạ? Đây, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi. Mình sẽ có một cái hẻm đi thẳng vào trong đó. Trường học đó là cái trường học mà Tuy Xu đi hết tất cả các trường trung học cơ sở đó. Là với cái trường đó là còn lại một cái hàng cây sầu chiều, góc nào góc nấy to, thiệt là to, to gấp mấy lần người Tuy Xu luôn. Chỉ có trường đó thôi, còn những trường khác là Tuy Xu thấy hết ngoài trường Phan Bội Châu nha. Trường Phan Bội Châu thì cái góc sầu chiều vẫn còn, mà cái trường này là trong những cái trường cấp 2 mà Tuy Xu đi là còn nhiều cái cây sầu chiều nhất.
Rồi cái góc này thì sẽ là cái góc mình đi vào ở trong chợ Phước Thủy này cả nhà. Chợ chiều bây giờ cũng gần 4 giờ chiều thì giờ này chợ cũng đông đúc đó. Đây là góc đi vào chợ Phước Thủy. Giờ mình sẽ đi thử vô một vòng nha, ngang thôi, để cho cả nhà mình thấy được cái sự đông đúc ở cái ngôi chợ này. Tại vì theo như Tuy Su thấy là cái mình mua hải sản, mua đồ gì đó ở đây thì họ bán cũng dễ mua, nhiều loại, loại gì cũng có, từ món miền Tây cho đến món miền Bắc. Ví dụ giờ này nè, mực câu lên nhiều lắm, tươi sống luôn á. Nếu mà mình đi buổi chiều này á, mình muốn mua hải sản về mình ăn á, là mình có thể là ra dọc hai con đường này. Ví dụ mình ở homestay hay khách sạn thì mình ở dọc hai con đường này mình ra mình mua, xong mình đem về. Rau dập tàn nè, rau càng cua nè, cá thu, cá bóp, rồi sò móng tay nè, rồi nói chung là cá lưới giờ này cũng có nữa, những người ta đi chạy á, giờ này cũng có. Rồi mực giờ này họ cũng vô, mà mực sống tươi ngon lắm đó. Ở đây là đường cho nên là họ cũng để xe rồi họ dừng vô họ mua hải sản rất là ngon đó. Tuy Su đi một vòng vô trong chợ, ngang qua để cho cả nhà mình nhìn thấy là con đường chợ, họ bán ở bên ngoài vỉa hè luôn, dễ bán dễ mua. Nhưng mà ngược lại một cái là nếu cái hàng gì mà hấp dẫn đặc biệt là sẽ bị kẹt đường. Đó, cá đồng nữa kìa, cá rô đồng, cá lóc đồng. Đường chợ Phước Thủy này chạy mút lên ở tút ở trên đằng kia luôn. Nhưng mà giờ Tuy Su sẽ đi hoành lại một lần nữa để cả nhà mình nhìn qua chợ nha. Qua bên phải rồi qua bên trái. Gà nữa. Tuy Su quay ngược lại nha. Có con chim trĩ nữa cả nhà mình. Ở đây họ có bán con chim trĩ con nữa. Bữa nào thì sẽ quay lại, quay chợ Phú Thủy chia sẻ với mọi người sau nha. Còn hôm nay thì hôm nay thì mình chỉ đi ngang qua vậy thôi. Đi lại một lần nữa cho cô chú anh chị các bạn giống như đi vào chợ với Tuy Su, đi thiệt là chậm. Đậu đen, đậu phộng, đậu đỏ, đậu xanh, hai bên đường này bán luôn nè, những hàng đồ khô gia vị cũng có bán luôn nè. Từ cá đồng đến cá biển, dạo buổi chiều này, bây giờ là 4 giờ chiều ở nhà mình. Và thấy mực câu lên nhiều lắm. Mực câu tươi, còn mino chấp. Cá thì Tuy Su không có đảm bảo là cá lưới, nhưng mà mực là mực câu hoặc là mực họ mới đi vô đó, nó còn sống. Dễ mua lắm. Rồi bây giờ mình đi ra lại ha. Ra lại. Nắng lên lại đây. Mình ra lại đường này là đường Thủ Khoa Hưng. Nắng chói mắt quá cả nhà. Mặt trời vậy. Bên góc bên tay phải của mình là khách sạn Hoàng Long.
Rồi đi vào ở trong hẻm này thì mình sẽ vô cái chùa Bửu Thiền, đi vào khoảng 50 mét. Còn rẽ, đây là ngã tư giữa đường Thủ Cô Hân và đường Tôn Đức Thắng. Con trên con đường Tôn Thắng này thì có nhiều cái nhà xe đi khắp các tỉnh, đặc biệt là xe Phương Trang, xe Tâm Hạnh, xe Hạnh Cà Phê đi từ miền Bắc Trung Nam là có hết nha cả nhà mình. Đi Đà Lạt rồi vậy đó là mình tập trung ở trên con đường này. Có những cái nhà xe tư nhân di chuyển khách, ngoài ra thì mình có thể đến bến xe để mình đi. Mà Tuy Xu thấy ra ngoài bến, xe ngoài bến nếu mà là cá nhân thì xe nó cũng cũ, không có phải mới như ở những cái hãng xe này, trừ một cái vài hãng xe mới họ đi chuyên tuyến, ví dụ đi chuyên Vũng Tàu hoặc là đi chuyên tuyến Phan Rí hoặc là Bắc Bình gì đó, họ có một vài cái xe họ sắm chuyên tuyến như vậy thì xe mới mới. Còn những cái xe mà cá nhân ví dụ 16 chỗ thì bây giờ lên nó cũng mềm, cho nên là mình có thể là cân nhắc để mình chọn cái nhà xe mình đi cho nó thoải mái. Chứ lên xe mà hôi, những cái mùi hôi là khó chịu lắm. Đây là ngã tư giữa đường Thủ Cô Hân với lại đường Tuyên Quang cả nhà. Tuyên Quang là con đường mà bán đồ ăn vặt, đồ ăn no bụng, đồ nhậu. Trên này không có bán đồ nhậu đâu, mình mua về nhà lai rai thì được, chứ còn ở đây họ không có bán đồ nhậu, bán đồ ăn thôi. Đường Thủ Cô Hân này thì buổi chiều cả nhà mình sẽ thấy họ bán cũng khá là nhiều món khác nhau, mà bán không có nhiều bằng những con đường khác đâu. Đường này chính là bán quần áo. Con đường này là con đường bán quần áo của Phan Thiết mình, quần áo, giày dép. Tới ngã tư Phú Hài là ngã tư giao giữa đường Thủ Cô Hân và đường Trần Hưng Đạo. Thì Tuy Xu sẽ đi miết đi lên hết con đường Thủ Cô Hân qua bên cái góc ở chỗ chân cầu luôn. Rồi sau đó sẽ mới kết thúc video clip. Cho nên là cả nhà mình sẽ đi dạo tiếp tục cùng với Tuy Xu ha. Và Tuy Xu rất là thích đọc những bình luận của cô chú anh chị các bạn viết dành cho Tuy Xu ở những video clip mà Tuy Xu đã đăng lên. Góp ý được hay góp ý không được, vui buồn gì đó cả nhà mình cứ bình luận lên. Tuy Xu đọc nó mới vui, chứ còn mình đăng lên xong mình thấy quá trời người xem mà mình đọc không thấy một cái bình luận nào hết thì nó cũng hơi chạnh lòng chút. Cho nên là cả nhà mình nhớ dành thời gian bình luận dành cho Tuy Xu nha. Cảm ơn cả nhà mình. Nắng lên rồi bắt đầu lại hết nắng. Mình đứng chờ đèn xanh đèn đỏ cả nhà. Mấy hổm cô chú anh chị các bạn thấy Tuy Xu quay ngập nước ha, chỗ này nè. Trước mặt một bên là mắt kính, một bên là gà rán. Ở bên tay trái mình có một cái ngôi chùa ở cả nhà mình. Ở chùa này có cây Osaka. Ồ, đóng cửa rồi. Ồ, đóng cửa rồi.
ngồi về đi sâu định đọc mà thấy đóng cửa không không nhìn được. Đó có một cái tiệm sửa xe lớn ở đây nè, Thanh Sơn nè, bán phụ tùng Honda, xe cộ rồi đó, mình lại đó mình mua xong rồi giá thì rẻ hơn, rẻ hơn ở những cái chỗ mà mình đem xe lại sửa rồi cái mình đưa cho thợ ở đó, họ ráp vô cho mình, họ tính công thợ cả nhà. Ở đây có một chỗ chuyên bán chó mèo mới mở nữa nè, ở ngay cái góc đường gần ngã tư giữa đường Lê Duẩn và đường Thủ Phô Huân. Rồi cái xu đi băng qua bên này luôn. Bây giờ đến đây hình như là hết đường Thủ Phô Huân rồi nè, qua đường đường này là đường Lê Hồng Phong rồi đó, đến cái vùng bên này là vùng bên là hết đường Thủ Phô Huân nha cả nhà. Rồi bây giờ thì tôi xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ tôi xin. Tôi xin phép dừng máy và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau. Xin chào và